Đang quay show cho Văn Sơn nè. À, làm makeup cho Phi Nhung á hả? Nhật Bình làm makeup cho Phi Nhung từ xưa tới giờ rồi, từ bên Mỹ mà về tới Việt Nam luôn. Sáng giờ các vũ công hỏi Phi Nhung là: chị Nhung ơi, tại sao hồi sáng giờ em thấy sáng tới chiều luôn em thấy cái mặt chị nó không có ra cái mồ hôi dầu mà. Chị xài phấn gì vậy? Đây nè, Ken Matte. Mà Phi Nhung cũng không nghĩ là lúc đầu Phi Nhung không có nghĩ là nó sẽ giữ cái phấn cho Nhung lâu dài như vậy, nhưng khi nghĩ là mắt, nhưng mà bây giờ tắm từ sáng tới giờ Nhung không có ngờ là nó giữ, mà môi son cũng đẹp, mà cái màu mắt nó cũng đẹp nữa, nên là Nhật Bình đánh cho Phi Nhung lần này da rất là mịn luôn. Phi Nhung nghĩ là Phi Nhung sẽ xài cái hiệu kem mét này. Nếu mà các bạn muốn giống như Phi Nhung, hay là những bạn mà đi làm về office, mình không có cần phải sợ nó đang mồ hôi dầu, cái kem mét này rất là giữ, rất là tốt cho các bạn. Phi Nhung bây giờ bắt đầu sẽ dùng cái này, các bạn cứ thử một lần thôi nhé.